Tây Ban Nha toàn thắng vòng bảng Euro 2024. Thay đến 10 cầu thủ so với trận trước, nhưng Tây Ban Nha vẫn làm chủ cuộc chơi và thắng Albania 1-0 ở lượt cuối bảng B Euro 2024. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu trên sân Dusel vang lên, nhiều cầu thủ Albania quỵ xuống. Nỗi buồn là không thể tránh khỏi, khi họ vẫn đứng bét bảng B với vỏn vẹn một điểm và hết cơ hội đi tiếp ở Euro 2024. Nhưng, đội bóng của huấn luyện viên Silvio có quyền tự hào với những gì làm được trên đất Đức. Họ chỉ thua đương kim vô địch Italy 1-2 sau khi mở tỷ số ngay giây 23, nhanh nhất trong lịch sử các kỳ Euro. Họ sau đó cầm hòa cựu Á quân thế giới Croatia. Với bàn ấn định tỷ số 2-2 được thực hiện ở phút bù thứ 5 hiệp 2. Và trước Tây Ban Nha, đội bóng ổn định nhất tại giải năm nay, Albania cũng không dễ dàng khuất phục. Họ thậm chí có số lần dứt điểm hướng trúng đích nhiều hơn Tây Ban Nha, 4 so với 3. Một phần nguyên nhân có thể đến từ Tây Ban Nha, khi không sử dụng đội hình mạnh nhất do chắc chắn đi tiếp với hai trận toàn thắng trước Croatia và Italy. So với trận gần nhất, huấn luyện viên Luis de la Fuente chỉ giữ lại một vị trí là trung vệ Aymeric Laporte. Và vì thế, đã có những kẽ hở cho Albania khai thác. Đáng kể đầu tiên là phút 44, khi Christian Aslani bất thần tung cú sút căng từ khoảng 25m khiến thủ thành David Raya phải tung người cản phá. Đến phút 65, từ quả đá phạt nhanh, cầu thủ vào thay người Armando Broja thoát xuống rồi sút một chạm khiến Raya một lần nữa phải trổ tài. Đến phút bù đầu tiên cơ hội lại tìm đến với Broja. Từ một tình huống lộn xộn trong cấm địa Tây Ban Nha, anh vẫy má ngoài rất nhanh nhưng không đủ để đánh bại Raya. Nhưng đó cũng là những gì Albania, đội mới lần thứ 2 dự Euro, sau năm 2016, làm được trận này. Tấn công không quá cuồng nhiệt, nhưng cơ bản Tây Ban Nha vẫn làm chủ cuộc chơi. Nếu xem đây là một buổi tập, các học trò của huấn luyện viên De La Fuente đã có dịp rèn luyện nhuần nhuyễn những đòn đánh điên, nơi cung cấp gần như mọi cơ hội cho họ trận này. Đầu tiên chính là bàn mở tỷ số ngay phút 13. Từ pha chọc khe của Dani Olmo, Ferran Torres thoát xuống bên cánh phải vào cấm địa rồi sút chéo về góc xa hạ thủ thành Tomas Dacosta. Cách biệt đã có thể được gia tăng sau đó nếu Torres rồi Mikel Merino tận dụng triệt để các pha đưa bóng vào từ biên trái. Sang hiệp 2, đòn đánh tương tự tiếp tục được phát huy. Phút 47, trong tư thế không bị ai kèm, Jose tung người móc bóng đi sạc cột ra ngoài sau đường truyền vào bên cánh trái của đồng đội. Trong thời gian còn lại, Tây Ban Nha không tạo thêm nhiều cơ hội. Mục tiêu giữ chân cho các trụ cột lúc này quan trọng hơn đối với họ. Dù vậy, đội tuyển xứ đấu bò cũng không cho Albania có nhiều khoảng không để giật lại dù chỉ một điểm. Với kết quả này, Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử đội tuyển toàn thắng ở vòng bảng Euro sau lần đầu tiên vào năm vô địch 2008. Họ cũng duy trì thành tích toàn thắng Albania 9 trận, ghi 11 bàn và 1 bàn thua. Đây chính là nguồn động lực to lớn để thầy trò huấn luyện viên De La Fuente tích lũy tự tin trước khi bước vào loạt đấu loại trực tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.